Tất cả nó ở cái tâm chúng ta nha. Chúng ta tu tập hay chúng ta ở cuộc đời này, chúng ta nói làm chủ bản thân. Chúng ta làm chủ được bản thân là phải làm chủ được cái gì? Làm chủ được cái tâm mình. Khi chúng ta làm chủ được tâm thì mới làm chủ được cái bản thân. Còn tâm mình mà mình không làm chủ nổi thì mình không thể làm chủ bản thân mình được. Nếu cái tâm này các con mà rèn luyện, làm chủ được nó thì các con học là rất chú tâm và rất nhanh thuộc. Các con hiểu chưa nào? Đây là bí quyết để học cho nhanh. Không có cái bí quyết nào cả ngoài cái việc là chú được tâm. Tức là chú tâm vào một cái việc. Cho nên người ở trên đời này, người biết làm chủ tâm thì người đó sẽ thành công. Không làm chủ được tâm là khó mà thành công được lắm các con ạ. Đó, vì cái tâm này nó là chủ đạo của tất cả mọi việc trên đời này. Dạ thưa Thầy, chúng con được biết là Thầy rất là bận. Thế nhưng hôm nay Thầy đã dành những cái thời gian vàng ngọc của mình để thuyết pháp, để chia sẻ với các em học sinh của cả hai nhà trường về tu tâm, về giữ tâm trong, để trí sáng, để có thể làm chủ bản thân và làm chủ cuộc đời mình. Chúng con thấy những điều Thầy chia sẻ thực sự rất bổ ích, rất ý nghĩa và hữu ích với không chỉ các em học sinh mà còn với các thầy cô giáo và xin phép là cả với các bậc phụ huynh nữa ạ. Đối với bản thân của mình ấy thì thú thật là mình cũng rất là hứng thú khi nghe Thầy kể chuyện và chữ tâm. Và mình cũng cảm thấy rằng là bản thân của mình vẫn còn chưa làm chủ được, cần phải học hỏi nhiều hơn nữa ở Thầy, ở chữ tâm. Và tu thì ở đâu cũng là tu. Và qua câu chuyện của Thầy thì mình mới thấy rằng là từ những cái nhỏ nhất là mình cũng phải nghiên cứu, phải học hỏi và hướng cái tâm của mình đặt lên hàng đầu. Bản thân mình là rất ấn tượng với bài giảng của Thầy. Đó là Thầy giảng về chữ tâm, tâm của con người là giúp con chúng ta luôn phải giữ một cái tâm trong sáng và một cái tâm thiện lành. Và Thầy cũng dạy chúng mình và chúng mình cũng học hỏi rất nhiều từ những gì Thầy nói. Còn với thuyết giảng ngày hôm nay, mình sẽ về nhà và soi lại tâm mình để sửa đổi những tâm mà còn chưa trong sáng để cải thiện lại bản thân và trở thành một người tử tế, một người có tâm hướng thiện lành và một công dân có ích cho xã hội. Thay mặt nhà trường cũng xin cảm ơn Thầy trụ trì và chúc Thầy cùng với cả các sư tăng ở trong chùa có một sức khỏe dồi dào để có thể định hướng thuyết pháp được nhiều hơn cho các em học sinh khi mà đến tham quan chùa.